Ok, hello các anh em. Thì hôm nay mình sẽ review một lọ nước hoa. Đây, trên tay mình một lọ nước hoa đến từ Sexy Man Parfum nha anh em. Mình đã đặt trên Shopee chỉ là 35k. Thì lúc đó mình mua là nó sale. Nếu mà giá bình thường sale là khoảng 45k nha anh em. Sẽ bóc hộp ra trước. Đây, trên tay mình là một chai nước hoa có nhãn hiệu là Sexy Man Parfum, sản xuất tại Pháp nha anh em. Chai này là dung dịch thể tích là 55ml. Thì tụi mình sẽ đánh giá cái mùi của nước hoa này. Thì theo cảm nhận của mình á, cái lọ này có một mùi hương gọi là dễ chịu, không quá nồng, mang đến cái một mùi vị là rất là ok như này. Ok, thì mình review sơ thôi. Sẽ để lại cái phần link ở phần mô tả. Nếu anh em có nhu cầu đặt lọ nước hoa Sexy Man thì click vào đường link bên dưới anh em.